chào mọi người nhé. Hôm nay lên giới thiệu cho mọi người một cái con máy cưa xích Nhật bãi nhá. Đấy, hàng sản xuất tại Thụy Điển này, Zoese 455, rất là VIP nhá. Con này thì máy đẹp xuất sắc luôn cho anh em, máy đẹp siêu xuất sắc luôn. Con này thì của nó này, nó sản xuất tại Thụy Điển này. Đây, đây các bác nhá, Zoese này, đó. 455 series là 9370710. Con này thì nó là nóng đứng nhá, nóng đứng cực kỳ loại xăng, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Chụp giật trợ lực này đó. Còn Zoese hai ốc giữ lam này, lam con này là lam 40 nhá, xích là xài xích chung chân 325, xích kiểu xích của Hupa 53 đấy. Thì cái dòng này thì nó chạy tương tự như Hu nhá, con này công suất của nó là 45cc, 45cc cực kỳ mạnh luôn. Đó, với công suất này các bác đi cắt kiểu đồi xoan, đồi keo ấy ạ, rất là thích luôn, đồi bạch đàn, rất là thích luôn. Đấy, một con Hu chạy như Hu 353 luôn, cực kỳ VIP, máy đẹp xuất sắc. Cái sản phẩm khi bác mua kèm bên em là cái rũa này vào cái tuyếp này. Con này thì trọng lượng của máy nhá, trọng lượng của máy này 6 cân đó, 6 cân là em đã đổ xăng chiếc này nhá. Rồi, test nổ cho bác con này này. Test nổ cho bác con này nhá, rất là nhẹ nổ luôn. Quá là êm luôn, cực kỳ êm luôn nha các bác nhá, quá êm. Các bác nghe tiếng găng ti rất là chắc luôn, máy như mới. Đó. Đây, đây là cái lê gió của nó các bác nhá, lê gió tự động này, nó rất là VIP luôn. Con này là công tắc nằm đây. Đấy, các bác nghe tiếng găng ti cực kỳ êm luôn, bô của nó này, sơn rất đẹp luôn. Con Thụy Điển này, con này xài ngang 353 luôn các bác nhá, giá thì rất là mềm. Con này thì giá con này bán cho anh em giá là 2.500.000 bao phí ship cho các bác nhá. Đó, cực kỳ VIP luôn. Rồi, bác nào quan tâm sản phẩm thì mình có thể liên hệ qua số điện thoại 0976123320. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video nhá, xin chào tất cả mọi người.